ngủ trong phòng có người chết chưa đầy 100 ngày. Cái anh mà kể câu chuyện này á, là một hướng dẫn viên du lịch, nên cái việc mà ngủ lại khách sạn đối với ảnh á, là một cái chuyện quá đổi thường xuyên. Hầu hết các khách sạn của những cái thành phố du lịch thì ảnh đều đã từng ngủ qua. Hôm nay á, thì anh sẽ kể về một cái khách sạn giấu tên tại Đà Lạt và cái đêm kinh hãi ngày hôm đó. Vào tháng 6 năm 2017 thì lúc này á, ảnh mới vào nghề được một thời gian ngắn nên cũng được coi là tấm chiếu mới. Chuyện ma nhát thì ảnh cũng đã từng gặp qua rồi, nhưng mà đó chỉ là những cái dấu hiệu không có được rõ ràng cho lắm. Và cái lần đó được xem là cái lần bị nhát nặng nề nhất của ảnh kể từ khi mà vào nghề. Ảnh nhớ rõ luôn, cái phòng ngày hôm đó ảnh được nhận nó nằm ở lầu 2 và nó là phòng 203. Khi mà ảnh nhận phòng á thì lúc đó là tầm 2 giờ chiều, thì ảnh mệt quá mới vào bên trong nghỉ ngơi một tí á, thì tầm 3 giờ rưỡi thì ảnh tiếp tục chương trình của mình để dẫn khách đi tham quan, ăn tối. Tối ngày hôm đó thì có những cái tiết mục hát karaoke với nhau luôn, nên là khi ảnh về khách sạn cũng khá là trễ, tầm 9 giờ rưỡi tối. Khi mà ảnh bước lên phòng mở cửa ra thì ảnh khá là bất ngờ, tại vì đồ đạc ở trong phòng của ảnh á, bị lục tung cả lên. Ba lô quần áo của ảnh á, thì rõ ràng nhớ là lúc chiều á, đã kéo lại rồi, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ á, nó lại được mở ra, mà mở cả hai ngăn luôn. Hai cái áo mà ảnh treo lên trên tủ á, một cái á, thì bị rơi xuống dưới đất, một cái á, thì vẫn nằm nguyên ở đấy. Lạ thêm một điều á, là ở dưới cái sàn khách sạn á, thì nó có những cái dấu chân mờ mờ không có được rõ ràng. Thì lúc này ảnh mới lấy điện thoại để mà gọi cho lễ tân hỏi xem á, là có sếp ảnh ngủ chung với ai không, hoặc là có cái người nào vào dọn dẹp phòng hay không. Tại ảnh nói luôn á, là hướng dẫn viên du lịch như tụi ảnh á, thì vào những cái mùa cao điểm thì khách sạn hay sếp người này á, ngủ chung với người này đều là hướng dẫn viên du lịch với nhau, là một cái chuyện rất đổi bình thường. Và ảnh nhận được cái câu trả lời của bên khách sạn á, là không có, phòng của ảnh á, chỉ một mình anh ngủ thôi. Bởi vì cũng rất là mệt nên là anh cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều hết, thì anh lên trên giường nằm bấm điện thoại một tí á, thì tầm 10 giờ 30 phút thì anh nghe thấy cái tiếng gõ cửa các bạn, cốc 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 ở phía bên ngoài, thì anh mới vội bước ra. Lúc này thì tay của anh á, vẫn còn cầm điện thoại để vừa đi mà vừa xem. Thì anh vừa mở cửa ra á, thì không thấy một ai cả. Nhìn qua thì ảnh thấy có một đôi bạn trẻ vừa mới bước vào trong phòng luôn, thì cách phòng của ảnh tầm 4 dãy. Thì ảnh cũng chỉ nghĩ là hai cái bạn này gõ nhầm cửa phòng thôi, và ảnh lại tiếp tục quay lại vào bên trong để mà nằm bấm điện thoại tiếp. Ảnh nằm đâu đó tầm được 10 phút thì lại tiếp tục có những cái tiếng gõ cửa, và lần này nó nhanh và dồn dập hơn lần trước. Ảnh lại đi ra mở cửa và vẫn như cái lần đầu tiên, không hề thấy bất cứ một ai ở phía bên ngoài. Lúc này là một cái cảm giác lạnh lạnh và sợ chạy dài khắp cả người cơ thể của ảnh luôn. Ảnh mới vội vào bên trong nằm á, mà suy nghĩ, nếu mà có ai gõ cửa thêm một lần nữa thì mặc kệ luôn, tuyệt đối là sẽ không ra mở cửa. Ảnh vừa nằm vừa xem phim, nhưng mà cái cảm giác bên trong của ảnh vẫn rất là lo lắng. Nhưng mà bởi vì quá mệt nên là một lúc sau thôi, ảnh nằm ngủ thiếp đi lúc nào không có hay. Trong cái lúc ngủ như vậy á, thì ảnh có nằm mơ. Ảnh kể là nằm mơ, nhưng mà theo mình nghĩ á, là do cái vía của ảnh thấy. Thì ảnh thấy trong cái căn phòng mà ảnh đang ngủ á, có một cái người, nhưng mà ảnh không có thấy rõ mặt, cứ đi qua đi lại trong cái phòng này. Ảnh có hỏi á, là ai vậy, nhưng mà cái người này á, thì không trả lời, và người đó đi thẳng vào nhà vệ sinh và không ra nữa. Ảnh có đi vào để mà xem, nhưng mà mở cửa ra thì không thấy một ai trong cái nhà vệ sinh này. Ảnh mới hốt hoảng và chạy ra bên ngoài, thì ảnh mới giật mình tỉnh giấc. Lay hoay nhìn lại á, thì ảnh thấy mình á, đang nằm trên giường rồi. Lúc đó thì cảm giác của ảnh rất là sợ và ám ảnh luôn, kiểu như là vừa mới trải qua một cái cơn ác mộng rất là kinh khủng vậy đó. Nhưng mà lúc này khi mà ảnh nhìn qua phía bên giường bên cạnh á, thì ảnh hốt hoảng luôn, tại vì chăn ga gối giường ở bên đó nó bị xáo trộn lên cả, kiểu như á, là đã có ai từng nằm qua vậy đó.
Nhưng mà rõ ràng nguyên một cái căn phòng này á, chỉ có một mình ảnh ngủ thôi. Thì ảnh cứ mang theo cái tâm trí bất an như vậy á, để mà đi ngủ. Nhưng mà không tài nào ảnh có thể ngủ lại được. Ảnh sợ quá, ảnh mới lấy á, cái chăn á, chùm kín hết cả người của anh lại. Rồi tiếp tục lấy điện thoại ra để mà bấm. Nhưng mà mọi chuyện nó đâu có dễ dàng như ảnh nghĩ đâu. Ảnh chùm mền ở bên trong á, nhưng mà ảnh nghe rõ luôn những cái tiếng bước chân nó đi ở trong cái căn phòng này, rồi cái tiếng của cái người á ngồi lên trên cái nệm, rồi nghe những cái tiếng xoạt xạc của chăn mền, kiểu như là hai thế giới vậy đó các bạn. Một cái thế giới là ở bên trong cái tấm chăn mà anh đang chùm lại hết cả người, còn một cái thế giới còn lại á là ở ngoài cái chăn á có một cái người giống như là sinh hoạt bình thường vậy đó. Ảnh sợ quá, ảnh mới mở một cái video mà nó tụng chú đại bi á lên nghe để mà trấn an bản thân của mình lại. Rồi trong miệng của ảnh á thì cứ nói lên cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cũng không biết từ cái lúc nào á, bởi vì quá mệt nên ảnh đã ngủ mất. Thì trong cái giấc ngủ lần này á, ảnh lại tiếp tục nằm mơ. Trong cái giấc mơ này á, ảnh thấy á, mình mở cái tấm chăn ra, và khi mà nhìn vào cái giường kế bên cạnh á, thì có nguyên một cái người á, đang nằm nghiêng đó và đang mở con mắt to đùng ra nhìn chăm chăm vào ảnh. Ảnh sợ quá mới tung cả mền ra để mà bỏ chạy. Và rồi ảnh giật mình tỉnh giấc luôn. Lúc này là ảnh quá sợ rồi, ảnh quyết định là bỏ cái căn phòng này luôn, không có ở trong này để mà ngủ nữa. Ảnh bỏ chạy mà đến nỗi là không kịp mang dép luôn, phải đi chân trần ra bên ngoài. Thì ảnh chạy thẳng xuống dưới lễ tân nha, và ngồi phịch ngay ghế sofa. Lúc này thì có một cái chị lễ tân tới, hỏi ảnh là sao dậy sớm vậy. Tâm trí của ảnh lúc này vẫn chưa có định thần lại được, nên là ảnh im lặng. Cái chị tiếp tân đó mới tiếp tục hỏi ảnh là hôm nay á, là khách đi tham quan buổi sáng sớm hả anh? Thì lúc này ảnh mới trả lời là không có. Rồi ảnh mới kể lại cho cái con bé tiếp tân này nghe á, là những cái chuyện ảnh vừa mới thấy trong cái căn phòng này. Chị tiếp tân này mới hỏi ảnh á, là anh ngủ ở phòng nào? Thì ảnh mới trả lời là phòng 203. Và lúc này nha, anh thấy rõ ràng cái thái độ của cái chị tiếp tân này á, biến sắc hoàn toàn. Chị tiếp tân này á, mới vào bên trong, bưng ra cho ảnh một cái ly trà nóng, rồi kêu ảnh á, là uống đi, để cho thoải mái tinh thần lại. Với đưa cho ảnh một cái đôi dép, tại vì thấy rõ ràng là ảnh đang đi chân trần. Rồi cái chị tiếp tân này á, cũng im lặng, rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Ảnh mới ngồi lại tại đó luôn, đợi cho đến khi mà trời thật là sáng, rồi ảnh mới dám quay lại cái căn phòng đó. Sau cái tour đó về á, thì ảnh có kể lại cho một số anh em hướng dẫn viên du lịch nghe. Và có một cái anh ảnh biết á, ảnh mới nói cho ảnh nghe là cái khách sạn đó vừa mới có người mất luôn. Nghe đâu đó là bị sốc thuốc, chết tại phòng. Và ảnh cũng rất là bàng hoàng luôn khi mà ảnh nghe được cái số phòng á, chính là cái phòng 203 mà ảnh đã từng ở. Nói cái ngày đi tour ra á, thì ảnh tính ra được á, là cái người đó chết đâu đó tầm được 100 ngày. Và đó là một trong những lần á, kinh hãi nhất trong cái quá trình mà ảnh làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Chào tạm biệt.